Bài cuối cùng, giá khởi điểm là 100 lượng. Bài thơ này cổ kim vô địch. Trăng sáng tự bao giờ, nâng chén hỏi trời xanh. Cầu mong người trường thọ, cùng chia sẻ ánh trăng ngàn dặm. Trước đó Nhị Mao đã bán hơn 100 bài thơ rồi, ta kiếm được hơn 200 lượng. Các vị, ta đã để ý cô nương An Nhiên từ lâu, mong mọi người nhường đường. Hừ, 250 lượng, đừng nói nữa, cô nương An Nhiên chỉ có thể là của ta. 330, 350. Vì đây là bài thơ cuối cùng, ai cũng có hy vọng, từng người đều tranh giành. Lần này thắng rồi, thì cô nương An Nhiên sẽ thuộc về mình. Bên này kiếm lời to rồi, không ngờ thuộc bài câu thơ cũ lại có thể kiếm được nhiều tiền thế này. Ha 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 ha. Ngươi làm nổi thế, không sợ phụ hoàng bị đánh à? Thái tử ca ca, tam hoàng tử đâm đầu vào tường ngu mất rồi. Ta sợ không để ý nữa. Thôi đừng để ý, 500 lượng, chốt đơn. Bài thủy điệu ca đời này là của ngài rồi. Ta hỏi còn ai nữa? Hôm nay cô nương An Nhiên là của ta rồi. Một cô nương cả tính như vậy, ngươi không có chút lòng thương nào à? Nàng còn giúp ngươi kiếm nhiều tiền thế này, ngươi không giúp một tay sao? Thái tử ca ca, ngươi nói gì thế? Người ta là giao dịch công bằng mà. Ngươi muốn làm người tốt, ngươi ra ngoài tìm người khác đi. Mỗi năm đều xuất hiện vài người xinh đẹp hơn, ngươi không thể cứu từng người được. Hôm nay phát tài rồi, cô nương An Nhiên yên tâm đi. Không ai có thể đối đầu với ta nữa. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha. Cô nương An Nhiên liếc nhìn Nhị Mao một cách giận dữ, rõ ràng là tâm trạng không tốt. Hừ, nàng đang liếc ta, tất nhiên là liếc người rồi. Chẳng lẽ là liếc ta? Nàng vất vả tự chuộc thân, chỉ mong tìm được người có tài để không bị coi thường bản thân. Ngươi lại chọn cho nàng một kẻ giàu có, người ta có thể không thích ngươi sao? Hừ, điều này chỉ chứng minh mọi người ở đây đều không đủ tài năng. Nếu không thì họ chỉ cần làm ra một bài thơ giỏi hơn ta, chẳng phải là xong sao? Kỳ thật, với tài năng này, ai có thể vượt qua được 100 bài thơ của ngươi? Sau hôm nay, ngươi sẽ trở thành tượng đài rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ An Nhiên. An Nhiên đã xem hết các bài thơ rồi. Có phải thủy điệu ca đầu của ta là hay nhất không? Đúng, thủy điệu ca đầu tài hoa rực rỡ. Tiểu nữ thực sự không phục. Không ai trước người, không ai sau người. Sự tận đáy lòng. Chất lượng của thủy điệu ca đầu thực sự vượt qua vô số bài thơ khác. Ha ha ha, vậy ta đã trả nhiều tiền thì sao? Chiến mà. Ngươi định phản đối không? Không, An Nhiên chỉ muốn nhắc lại với mọi người rằng quy tắc là ta sẽ chọn bài hay nhất. Trong mắt ta, bài nào hay nhất thì sao? Có bài thơ nào vượt qua được thủy điệu ca đầu không? Ha ha, tuy thủy điệu ca đầu thực sự tuyệt vời, nhưng ta vẫn thích thăng lên từ biển rộng. Đất trời như gần lại hơn, ngươi chơi xấu rồi. Rõ ràng thủy điệu ca đầu hay hơn mà. Ủng hộ cô nương An Nhiên, cô nương An Nhiên nói đúng. Ngươi đang nói nhảm gì thế? Có tiền là giỏi à? Đúng vậy, là như thế đấy. Dù sao thì cũng không phải là ngươi. Quy tắc ta rõ ràng, minh bạch. Chúng ta đều đã nghe rõ. Bao nhiêu tiền cũng thành phí công. Những người có mặt tại đó đều đã bị thái độ kiêu ngạo của thương gia giàu có kia làm. Bây giờ thì có cơ hội, ai cũng đổ dầu vào lửa. Bài thơ này bị tiền mua chuộc. Ta trả 500 lượng để mua, lão tử có tiền mà. Ơ, không đúng, bài thơ này chưa được bán. Trời ạ, biết thế này thì ta đã mua rồi. Cuối cùng thì cô nương An Nhiên đã tự chọn chính mình. Nàng thật là một cô nương cá tính. Cô nương An Nhiên rõ ràng đang thách thức người đấy. Ờ, này, 600 lượng ai muốn không? Tôi muốn, tôi cũng muốn. Có thể cho tôi 700 lượng không? Tôi muốn mua đó. Tôi trả 1.000 đồng. Hay quá, anh lớn thật, tiền thì cứ để anh lấy. 1.000 hộp đó, lại kiếm được 1.000 hộp nữa. Lần này thực sự là lãi lớn rồi. Trước khi tôi xác định, các bạn mua bán cũng không sao. Nhưng giờ tôi đã quyết định rồi, tiểu công tử. Trong mắt bạn còn có tôi không? Không có, trong mắt tôi chỉ có 1.000 hộp. Kết quả đã công bố rồi. Nếu các bạn bán lại, thì tôi tự nhiên không nhận ra tiểu công tử này. Các bạn bán nhiều thứ như vậy, An Nhiên thì không nói một lời nào. Giờ đã quyết định rồi, mà các bạn bán lại, không phải là có chút không hợp lý sao? Không mua nữa, hừ, quan tiền, tôi muốn trả hàng. Cuối cùng, cô An Nhiên lại bán thi thể. Các bạn là đồng bọn lừa đảo. Hoàn tiền, hoàn tiền. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong hội trường đều tức giận kêu gọi hoàn tiền. Thì phải làm sao đây? Việc này đã trở nên nghiêm trọng rồi. Chờ một chút, trên trời sẽ có người bảo vệ chúng ta ra. Bạn không cần lo sợ, nhưng bạn phải lo lắng về kết cục khi về nhà. Ôi, đừng lo lắng. Hãy nghe cho rõ, hoàn tiền là không thể. Ta bán được bằng năng lực, sao lại phải hoàn tiền? Thêm nữa, cha tôi là phòng huyền, là quan đại thần đương, có gan thì cứ đến. Tôi muốn xem ai dám động vào tôi. Có ai muốn hoàn tiền không? Nếu còn ai kêu gọi hoàn tiền, tôi nhất định sẽ làm cho gia đình bạn tan nát. Tôi muốn xem cha ai mạnh hơn cha tôi. Sau khi nói xong, toàn bộ hội trường đều im lặng. Phương hướng công bằng từ trước đến nay, ông tuyệt đối không để con trai mình làm những việc này. Đúng vậy, cha tôi công bằng, ông sẽ đánh tôi một trận và hoàn tiền cho các bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ nhớ bạn, sau này sẽ giết bạn. Cứ hỏi xem cha tôi có giết tôi không. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sợ hãi. Tôi quên mất quần áo ở nhà chưa thu dọn. Ôi, họ tôi gọi tôi về ăn cơm.
Ngay lập tức, mọi người đều tìm lý do để rút lui khỏi trời và đất. Haha, ngưỡng mộ, tôi cũng phục luôn. Em trai à, về nhà sẽ bị cha đánh chết thôi. Haha, tiếc cho bạn quá. Hoàng tử đại ca, tặng tôi một căn nhà đi, được không? Bạn muốn nhà làm gì? Nhưng ngay sau đó, mắt của Lý Trinh Kiên nhìn về phía An Nhàn, ngay lập tức hiểu ra. Yên tâm, đại ca bảo đảm sẽ làm bạn hài lòng. Đi thôi, chúng ta không nên ở đây làm phiền nữa. Hoàng thượng, nghe nói con trai tôi đã đánh trai Linh Ngu, kẻ hỗn láo. Con trai của người đâu phải là con trai, đó là con trai của ta đây. Ngươi dám nhận là con trai của ta, đế quốc đã không biết nặng nhẹ. Về nhà, ta sẽ dạy dỗ hắn cho tốt, sẽ đánh hắn thật mạnh. Kẻ hỗn láo, tự dưng làm sao lại trai của Lý Si Min? Khi nào? Vừa mới đến hoàng cung, kẻ hỗn láo đã đánh trai Linh Ngu, con nói đó là con trai của ngươi. Ôi, mọi chuyện chỉ là ngươi này quá vội vàng, chạy quá nhanh, chưa kịp suy nghĩ. Lão trên vừa về đến thủ lâu say, người dân đã nói con trai lão trên đánh trai Linh Ngu, còn đánh rất thê thảm. Lập tức chạy vào cung, nào ngờ lại là Tam Hoàng Tử, lão thần cáo lui. Đi tìm Tam Hoàng Tử không kẻ hỗn láo, giờ ngươi đi tìm. Có lẽ sẽ không tìm thấy đâu, ta đã đợi tin tức ở đây với ta đi. Ừ. Hoàng thượng, sao vậy? Kẻ hỗn láo đang ở đâu? Làm gì vậy? Tam Hoàng Tử đã đến Vĩ Thiện, tại Thiên Thượng Nhân Gian. Kẻ hỗn láo lại đến Vĩ Thiện, quả nhiên không thể để hắn ra ngoài. Diệp Như Hồ nhìn chằm chằm vào Ngô Xà, mấy trước chính Ngô Xà đã đề nghị Mao ở ngoài thêm một lúc. Tôi đã biết có chuyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hãy đưa nhiều người đi, nhất định phải bắt được tên hỗn láo này về. Lão Chen, tôi đi đây. Mặt khác, Nhị Mao đang ở trong phòng của An Nhàn với vẻ mặt bất lực. Vừa nãy, Lý Trinh Kiên tưởng mình phải mua nhà là để tặng An Nhàn, không cần nói gì, đã đồng ý. Em trai, đây là lần đầu tiên chắc chắn sẽ kết thúc nhanh chóng. Chúng ta ăn chút gì đi, ra ngoài rồi sẽ quay lại. Chúng ta không coi thường ai đâu. Để bạn thấy sự lợi hại của tôi.